Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đến với tập số 6. Câu là tập cuối cuốn số 44 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh truyền Định Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của cuốn số 44 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Một cơ hội tuyệt vời để trở thành một tộc trưởng mới Tôi mỉm cười rồi đưa ra câu trả lời Điều này là không thể Triệu Hiểu Lan kinh ngạc đứng bật dậy Đôi mắt cô ta mở to hít cữ. Tại sao không thể Tôi thích thú nhìn phản ứng của cô nương này Nếu nói về thân phận đúng đã tôi có tư cách kế thừa ngôi vị của tộc trưởng Nhưng mà đừng quên Có phải là đạo hành làm căn bản không nói là phải thành đệ nhất cao thủ của toàn bộ cốt tộc, nhưng ít nhất tôi cũng phải trở thành một cao thủ đứng đầu trong những người đồng trang lứa. Cao thủ cùng thế hệ của triệu gia, không nói đến những chuyện khác, chỉ nói đến đám con cái của triệu Quảng Á và triệu Thanh Á, bọn họ đã lợi hại hơn tôi rất nhiều. Bọn họ sẽ hợp tác để loại trừ tôi, giá như thiên ban cốt châu của tôi vẫn còn, Cô cần phải đạt đến trình độ nào mới có thể đứng đầu bạn bè cùng trang lứa với mình trong cốt tộc. Từ giơ tay ra hiệu cho cô ta khống chế cảm xúc. Triệu Hiểu Lan cắn chặt môi, sau đó cô ta lại ngồi xuống chỗ của mình. Cô ta suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi nói. Ít nhất cũng phải ở cấp độ yêu vương, khẩm, nhất định phải đạt đến cấp độ yêu vương đỉnh phong mới được. Nếu không rất khó được công chúng tín phục. Tiếp cận đại yêu vương, nếu tôi nói cấp độ này vẫn chưa đủ, bắt buộc phải là một đại yêu vương. Hiểu Lan, lúc này tôi muốn cho cô một chiếc thang để bước lên trời. Trong một khoảng thời gian cực ngắn có thể đạt tới cấp độ đại yêu vương, nhưng quá trình này vô cùng thống khổ, cô có dám leo không? Chị Hiểu Lan lại trần tròn đôi mắt. Cô ta nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt sáng rực. Cô nương này rất thông minh, tôi chỉ hé lộ một chút, có lẽ cô ta đã đoán ra rồi quả nhiên triệu Hiểu lan run người phương ca chẳng lẽ triệu quảng á thực sự có thiên bàn cốt châu đồng thời trong không gian của pháp khí đó phương ca đã có được nó tay cô ta run lên vì kích động tôi cười lớn rồi lật tay viên thiên bàn cốt châu tỏ ra thứ ánh sáng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của tôi đây là thiên ban cốt châu tôi lấy được từ tộc trưởng cốt yêu triệu quảng á viên cốt châu này là đại thành rồi khí tức mà nó tàn phát ra rất kinh người so sánh với thiên bàn cốt châu mà trước đây triệu Hiểu lan đã sở hữu viên cốt châu này hoàn toàn khác biệt giống như là một chiếc hố đen trong vũ trụ nó có một lực hút chết người nhãn thần của triệu Hiểu lan lập tức bị thứ này thu hút cô ta nhìn chằm chằm vào thiên ban cốt châu đôi mắt sáng rực Đôi tai nhạy bén của tôi có thể nghe thấy nhịp tim đang kích động của cô nương này. Nhịp tim của cô ta mỗi lúc một nhanh hơn. Một lúc lâu sau thì Triệu Hiểu Lan mới kiềm chế được sự kích động. Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi rồi trầm giọng hỏi. Phương Ca, ý của Phương Ca là... Cô ta cần phải hỏi lại cho chắc chắn. Việc này có căn hệ rất trọng đại. Triệu Hiểu Lan và tôi đều hiểu rất rõ. Đó chính là chiếc thang để lên trời mà tôi sắp cho cô. Vẫn là câu nói đó cô có dám leo lên không? Tôi nghiêm túc nhìn Triệu Hiểu Lan. Cường giả không chỉ cần có cương lớn mà còn cần sự dũng cảm vạn chết bất tử. Nếu tiếp nhận viên cốt châu này, sẽ có thể sẽ phải chịu đựng phần đứng dây chuyền mà nó mang lại. Chuyện này chỉ có thể giấu một thời gian, không thể giấu được mãi mãi. Thời gian lâu dần Triệu Hiểu Lan sẽ bị chú ý đến vấn đề này. Ví dụ tông chủ ma thiên lính của thế giới phòng táng môn có thể đoán được tại sao Triệu Hiểu Lan lại có thực lực đại tăng tiến như vậy. Sau đó sẽ là bất kỳ sự việc khủng bố cũng có thể xảy ra. Muốn có được thứ này phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với những cơn mưa máu. Vì vậy tôi phải hỏi trước Triệu Hiểu Lan xem cô ta có dám làm không. Dám. Triệu Hiểu Lan nghiến rằng phun ra một chữ rất rõ ràng so với cuộc sống tầm thường cô nương này thà rằng oanh oanh liệt liệt đối mặt với mọi khó khăn trở ngại chỉ vì cô ta muốn sống mà không hối tiếc vậy thì được nó sẽ là của cô thương hài lòng mỉm cười so với thiên bàn cốt châu của triều hiểu lan thiên bàn cốt châu của triều thanh Nga khác nhau một trời một vực bởi vì đây là cốt châu đại thành tự nhiên rất kỳ dị chỉ nói về kích thước cốt trầu nguyên bản của triều hiểu lan chỉ có kích thước bằng quả bóng bàn nhưng viên cốt trầu của triều quảng á còn to gấp 3 lần quả bóng bàn nó có ánh sáng màu xanh đen đây chính là điểm khác biệt bề mặt của nó cũng có vô số mặt cắt ngang nhưng nó không phải là hình ngũ giác mà lại là hình chính cạnh trong mỗi hình chính cạnh lại có ba đạo phù triển kỳ quái đang lưu chuyển chỉ nhìn bề ngoài của viên cốt trâu này so với viên cốt trâu của triệu hiểu lan còn mạnh hơn gấp vô số lần nhìn viên cốt trâu này dường như có thể nhìn thấy cả tinh tú và biển sâu vô cùng mê hoặc và quyến rũ từ viên cốt trâu cho triệu hiểu lan đôi mắt của cô ta đỏ hoe hai tay run rẩy nhận lấy có vẻ như cô ta đang rất kích động bình tĩnh tôi trầm giọng nói lòng bàn tay đặt lên thiên linh cái của cô nương năng lượng có tính chất chấn định tâm thần được chuyển đi đồng thời tôi thầm niệm thành tâm chú thân thể của triệu hiểu lan liền run lên nhãn thần trở nên thanh tịnh lại sự dao động về cảm xúc dần dần bị áp chế giống như là mặt giếng cổ không có sóng tôi hài lòng gật đầu tay của tôi thu lại một đạo quang lóe lên một thanh đoàn kiếm đã được tinh luyện bằng pháp lực xuất hiện trong tay tôi. Tôi nhìn thẳng thốt vào mặt của Trưởng Hiểu Lan. Cô nương này đã hiểu được ý tôi. Cô ta không có một chút do so dự lập tức nằm trên mặt đất, đồng thời vén vật áo lên phía trước, để lộ ra cái bụng không một chút mỡ thừa. Khi cô ta vén áo lên, tôi đã nhắm mắt lại, không nhìn những thứ không nên nhìn chính là nguyên tắc cơ bản của tôi dựa vào nhận thức nhạy bén không có để phán đoán vị trí của đan điền triệu hiểu lan bật cười đùa rồi nói phương ca tác phong của phương ca quá hủ lậu rồi bây giờ đã là niên đại nào rồi chỉ là cái bụng nhỏ mà thôi tôi xấu hổ ho nhẹ lên một tiếng nhưng vẫn không dám mở mắt tôi chấn định tâm thần rồi nói cô đừng đùa như vậy một lát nữa thôi sẽ rất đau đớn đấy viên cốt trâu đầy năng lượng này rất mạnh ta sẽ không cô ta không biết cô sẽ phải trải qua sự thống cổ như thế nào cô nên chuẩn bị tinh thần tốt đi nghe tôi nói như vậy triệu hiểu lan cười không được tiếng nữ bản thân là một cốt yêu đương nhiên cô ta hiểu được công việc này sẽ khủng khiếp như thế nào không cần tôi phải nhắc nhở về điều này phương ca tôi không sợ Cô ta đáp bằng một giọng điệu rất kiên định. Vậy thì tôi sẽ động thủ đây. Tôi vùng thành đoàn kiếm lên ra hiệu. Rất tốt. Chiều hiệu Lan không hề có chút lùi bước. Thanh đoàn kiếm vẽ ra một đường vòng cung giữa không trung. Cho dù tôi đã nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể khống chế điểm rơi một cách chính xác. Mỗi kiếm xuyên qua ra bụng, tôi có thể cảm nhận được trung tâm vận chuyển của khí công đó chính là vị trí đan điền của triệu hiểu lan một tiếng kêu thống khổ vang lên nhưng chỉ một giây sau cô ta đã bị chặt miệng lại nhưng tôi có thể cảm nhận được cơ bắp của cô ta đang run lên dữ dội vì đau đớn đây là thân thể của cốt yêu cho nên sẽ không chảy máu nhưng cảm giác về đau đớn vẫn như bình thường thậm chí do vì các tế bào thần kinh nhạy cảm quá phát triển còn đau đớn hơn nhiều so với nhận thức của con người Càng phải chịu đựng những cơn đau dữ dội trong suốt cả quá trình không được vận công để giảm thiểu cơn đau càng không thể kích phát năng lực tự chữa lành nếu không sẽ bị bỏ phế giữa đường tôi không biết nguyên lý trong đó là gì nhưng tôi nghĩ đây là thể hiện của nguyên tắc nhận được thì phải trả giá tôi kiên định trong lòng cổ tay tôi dùng lên tôi mọi một cục thịt từ trong bụng của triệu hiểu lan ra Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của cô ta, đau đến mức toàn thân thoát mồ hôi. Nhưng tôi không thể dừng động tác lại được. Tôi vội vàng kêu lên, khảm viên cốt trâu vào trong đó. Chị Hiểu Lan cũng không dám chậm chế, cô ta cố gắng nén chịu đựng cơn đau. Cô ta tự mình nhét viên cốt trâu vào trong vết thương ở bụng. Tôi vội vàng đặt gối thịt trở lại vị trí ban đầu. Sau khi nhanh chóng lấy ra viên đan dược đã chuẩn bị trước, rồi bóp nát tôi dắt lên vết thương sau đó thì bằng bỏ vết thương ở bụng cô nương lại và đáo của triệu hiểu lan được kéo xuống tôi mở mắt ra chỉ thoáng nhìn qua tình trạng của cô ta tìm tôi như dày những lên đến tận cổ họng một đào quang màu xanh đen xuất hiện từ vị trí đan điền xuyên qua làn da và quần áo của cô ta khiến cho phần đan điền trở nên rất quỷ dị tiểu cốt yêu đau đến mức co khuất lại hai tay ôm chặt lấy bụng mồ hôi ra ướt cả quần áo tóc tai rối bù đôi mắt đỏ hoe bắp thịt trên khuôn mặt không ngừng giật giật không biết từ lúc nào một chiếc khăn mồi xoa đất được nhét vào miệng cô ta cô ta cắn chặt rằng không thoát ra được tiếng kêu đau những đường gân xanh trên trán cô ta đã nổi lên có thể hình dung được cô ta đã phải chịu đựng bao nhiêu đã đau đớn mấy giây sau triệu hiểu lan không chịu đựng nổi nữa thân hình của cô ta lăn lộn trên mặt đất một luồng khí lực sôi trào từ vị trí đan điền xông vào tứ chi của cô ta đây là một bước rất quan trọng bắt buộc phải vượt qua dù sao đây cũng là thiên ban cốt châu của triệu quảng á muốn hoàn toàn dung nhập vào cơ thể cô ta bắt buộc phải trải qua một quá trình bước dung nhập này chỉ có thể do chính cô ta chịu đựng không thể mượn người khác chịu đựng thay Tôi cất thanh đoàn kiếm đi sau đó lặng lẽ rời khỏi căn phòng. tiền tay tôi đóng chặt cửa lại. Tôi lặng lẽ ngồi trước cửa để chờ đợi. Được bao trùm trong trận pháp, tiếng ngất đầu đớn của triệu hiểu lan chỉ có mình tôi nghe thấy. Tôi chỉ có thể nhắm mắt thầm đọc kinh văn của đạo gia. Phải mất 4 tiếng đồng hồ, tiếng đồng tính trong nhà mới đắng xuống, lại còn nửa giờ nữa trôi qua. Triệu Lan mới yếu ớt kêu lên, Phương ca Tôi vội mở mắt ra trong mắt hiện lên một tiêu vui mừng Nghe thấy ngữ điệu của Triệu Hiểu Lan hiển nhiên là tôi rất yên tâm Xem ra quá trình dung hợp rất thuận lợi Tôi mở cửa ra tôi cảm thấy rất đau nhói ở trong tim Chỉ là 4 tiếng rưỡi đồng hồ mà thôi Triệu Hiểu Lan ở trong nhà dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác Sắc mặt của cô ta chợt giống như là tôi sau khi sử dụng nhiên huyết quỷ kiếm, hơi thở lúc ẩn lúc hiện, dường như có thể tất điểm bất cứ lúc nào. Rõ ràng là cô ta đã chỉnh đốn lại, mái tóc ướt đẫm mồ hôi được cột lên và buộc lại cẩn thận, nhưng cảm giác của cơ thể cô ta có chút phục hồi. Chỉ có quỷ mới biết nếu Triệu Hiểu Lan đã phải chịu đựng sự tra tấn như thế nào trong hơn 4 tiếng đồng hồ qua. Nhưng đây là con đường do chính cô ta lựa chọn. Cô ta chỉ có thể kiên định vượt qua. Nhắn thần của tôi rơi xuống bụng cô ta. Tôi không thể cảm nhận được sự dày vò của Vin cốt châu. Thế nên tôi cất tiếng hỏi. Hiểu Lan thế nào rồi? Đã dung hợp được ba thành rồi. Nhưng nếu muốn dung hợp trên 90% để bản thân mình sử dụng, ít nhất cũng phải mất một tháng. Mỗi lần dung hợp thành một quy trình vừa rồi sẽ lập lại, nhưng chỉ khi đã dung hợp được chính thành trở lên, khi đó mới có thể phát huy nguồn năng lượng, củng cố sức mạnh của bản thân. Tiểu Hiểu Lan bình tĩnh trả lời, tuy rằng dao động của khí tức còn yếu ớt, nhưng ánh mắt của cô ta đã sáng ngời. Vậy thì tốt, cô cứ ở trong phòng này tiếp tục dung hợp đi, có thời gian tôi sẽ hẹn tiểu vương tới gặp cô, hắn ta rất nhớ cô. Từ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi sắp xếp như vậy. Tất cả ngay theo phương ca sắp đặt. Triệu Hiểu Lan yêu ước trả lời. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Yên tâm sẽ không có người nào quấy dậy cô đâu. Những thứ này cứ dùng trước. Tôi đặt một số đan dược trước mặt cô ta. Triệu Hiểu Lan chỉ cảm kích nhìn tôi gật đầu mà không nói gì. Cô ta là một cốt yêu. Chỉ cần hấp thụ năng lượng là có thể tồn tại. Vì vậy tôi không cần phải lo lắng về những nhu cầu cần thiết của cô ta. Sự sống mãnh liệt của cốt yêu là cường hãng nhất trong tất cả các yêu quái. Đó là lý do cốt yêu nhất tộc đã khiến cho rất nhiều tông môn phải úy kỵ. Với thực lực vô cùng cường hãn của cốt tộc, không ai muốn trở thành kẻ thù của họ. Tờ cốt yêu mất đi triệu quảng á và triệu thanh ngã, tuy thế lực đã giảm đi rất nhiều, nhưng mà nền tảng vẫn còn tồn tại vẫn còn vô cùng khủng bố nhưng vị đại lão cốt yêu cường giả vẫn còn ví dụ những cao thủ bậc cha chú của triệu quảng á vẫn còn chẳng qua là không xuất thế mà thôi lực lượng còn tăng ẩn này khiến cho người ta phải kinh sợ nếu chỉ là đời cha chú triệu quảng á vẫn còn tồn tại cũng không quá đáng sợ chỉ sợ những cốt yêu cường giả cùng thế hệ với tông chủ mà thiên lĩnh còn sống nếu như bọn họ không bị thiên kiếp đẩy vào chỗ chết Vậy thì mỗi người bọn họ đều là một sự tồn tại vô cùng khủng bố rồi. Vì những lý do này đừng nói là tin tức về cái chết của Triều Quảng Á còn chưa được truyền đi. Cho dù đã lan truyền khắp thiên hạ, hiện tại cũng không ai có thể khinh thường tộc cốt yêu được. Điều khiến tôi lo lắng hơn nữa là Triều Quảng Á là cháu trai của tông chủ mật thiền lĩnh. Vậy thì nếu các chú cao thủ đời thúc bá của hắn ta đều ở đó, bọn chúng thì đều là con cháu của tên ma đầu chỉ có quỷ mới biết những cao thủ cốt yêu này liệu có giống như triệu quảng á bí mật cầu kết với luyện hồn mặt thiền lính ở thế giới khác hay không cho nên nói vùng đất bí mật của tộc cốt yêu hiện tại vẫn là sự tồn tại của long đàm hồ huyệt không thể coi thường được trước khi triệu hiểu lan trưởng thành tôi không có ý định để cô ta tiếp xúc với những cường giả trong tộc cốt yêu Liên quan về thiên ban cốt châu, phương thức sử dụng cốt châu này kỳ thực là có hạn chế rất lớn. Mấy ngày nay tôi luôn quanh quẩn bên cạnh của Triệu Hiểu Lan, thì cũng đã hiểu được rõ ràng, Viện cốt châu này được diên sinh từ những cốt yêu có thiên phú cao tuyệt. Có thể sử dụng được cốt châu thứ hai, nhưng sau đó sẽ không sử dụng được cốt châu thứ ba. Công chính là nói sau khi lấy từ trong cơ thể chỉ có một cơ hội sử dụng duy nhất người sử dụng nó có thể có được thành tựu của một cốt yêu cao thủ nhưng cốt yêu châu bị ra nó sẽ hoàn toàn mất tác dụng không thể giao cho cốt yêu thứ ba sử dụng được cho nên nói thiền bàn cốt châu trong người của triệu Hiểu lan đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực hấp dẫn nhưng mà cũng không ngăn cản được tương lai có người muốn bóp chết cường giả từ trong trứng nước cho nên tôi đang chờ khi triệu hiểu lan công lực đại thành để lúc đó viên cốt châu này sẽ khó bị người khác nhỏ ngó này tóm lại trước khi triệu hiểu lan có đủ thực lực để bảo vệ chính mình tốt nhất triệu hiểu lan nên che giấu việc tu luyện của mình thì tốt hơn mà tiềm quan tài đạo hoa là nơi thích hợp nhất để cho cô ta tu luyện không ai có thể làm hại được cô ta tôi quay đầu đi về phía nhà bếp trước mắt của tôi xuất hiện bà thân ảnh đang bày tới khiến cho động tác của tôi phải dừng lại các người sao không vui vậy chồng có vẻ không vui đầu tiên tiêu ngọc và kim ngọc hoa bày tới vẻ mặt của họ rất là u ám tiểu tiên vội vàng cướp lời đại ca toàn lãnh ngam và vân hương thật đáng ghét bọn họ cướp công việc của ngọc hoa tỷ tôi mặc kệ đại ca mau đuổi bọn họ đi Nhìn thấy bọn họ chúng tôi đều cảm thấy rất bực mình. Tiểu tiên biểu môi dài đến mức là có thể treo đường cả một chai thì giàu. Cấp công việc của Ngọc Hoa chẳng lẽ là toàn lãnh am đi nấu cơm. Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Ngọc Hoa. Kim Ngọc Hoa rất tài của Tiêu Ngọc đi tới. Trước tiên thì Kim Ngọc Hoa bế Tiểu Tiên lên, sau đó thì nói Phương ca, Toàn lãnh am muốn kêu Phương ca người nếm thử tay nghề nấu ăn của cô ta, thế nên đuổi bà chúng tôi ra ngoài. Thật là đáng ghét. Bộ dạng của Kim Ngọc Hoa rất coi thường toàn lãnh am. Cũng đúng thôi, ban nước quyền này đã ở cùng tôi rất lâu rồi. Bọn họ đều biết là toàn lãnh am là người như thế nào, cho nên tự nhiên bọn họ sẽ có phần phản ứng như vậy. Thôi nhìn về hướng bếp mà không biết nói gì cả, Cô ta nấu ăn như thế nào Không phải là tôi coi thường cô ta Nhưng thức ăn cô ta nấu Tuyệt đối không thể nuốt được Không biết từ lúc nào Tiểu sư muội đã dắt theo cố anh Xuất hiện phía sau lưng của tôi Ánh mắt của tiểu sư muội lộ rõ vẻ kinh thường Tiểu tiên vui mừng kêu phương nhu tỉ tỉ Cô ta liền nhẹ nhàng Thoát khỏi vòng tay của kim ngọc hoa Sau đó thì tiểu tiên Cười khúc khích bày tới cô ta được Phương Nhu ôm vào trong lòng. Không biết vì sao Tiểu Tiên đặc biệt thích Tiểu Sư muội Tiểu Sư muội luôn biểu trì thái độ lạnh nhạt đối với tôi. Nhưng tôi và Tiểu Tiên lại rất niềm nở. Cô ta ôm chầm lấy Tiểu Tiên, sau đó thì bất mãn nhìn tôi. Với sự bảo vệ của chính Pháp, sự tồn tại của Phương Nhu, chị em toàn lãnh thiền không thể phát giác ra được. Nhưng mà Tiểu Tiên và những quỷ hồn khác đã xuất hiện trước đó, Tôi không cần phải che giấu bọn họ chỉ thang hồ dung hoàn trong sân bởi đây là nhà của tôi phải không cứ để cho cô ta tung hoành để đến khi mà nấu già không ăn được coi như bị thắt vào mặt cô ta mới chịu để yên tôi cười khổ đáp lại tiểu sư muội phương ca không sợ những gì cô ta sẽ cho thứ gì vào thức ăn sao chẳng hạn như là thuốc dẫn của rắn đầu hoặc những thứ tương tự Phương Cà có dám ăn những thứ ăn do cô ta nấu hay không? Tâm đăng nghi của tiểu sư muội cũng không kém gì tôi. Có lẽ là do tiểu sư muội nhớ tới bị hạ tình dáng trong quá khứ. Đây chẳng phải là bị rắn cắn 10 năm còn sợ hay sao? Sư muội, sư muội đánh giá sư huynh quá rồi. Hiện tại ta vách động bất xâm. Đối với giáng thuận và cổ thuật, Muốn uy hiếp được ta cần phải đạt đến cấp độ bán bộ phần tiên. Giờ vào sư đồ toàn lãnh ngam, bọn họ không có thực lực lớn như vậy. Hơn nữa cho dù bọn họ thực sự có được thực sự đó, thì bọn họ cũng không dám ra tay với ta. Xem ra sư huynh rất là tự tin, nếu vậy thì người ta sẽ nhổ nước bọn vật thức ăn thì sao? Tiểu sư muội cười lạnh một tiếng, cô ta thốt ra một câu có tính sát thương rất lớn suy nữa thì tôi đã nôn thốc nôn tháo vì câu nói này tôi tức giận chỉ vào tiểu sư muội rồi nói sư muội làm ơn đừng nói nhảm nữa làm thế nào có thể xảy ra những chuyện như vậy được cho dù là toàn lãnh am hay là vân hương bọn họ đều là người có địa vị chắc sẽ không làm những cái chuyện thật đức đó đâu khó mà nói trước được ngày nước ma đầu độc ác này chỉ có quỷ mới biết sẽ làm ra những loại chuyện gì Tiểu sư mùi lắc đầu cô ta không đồng ý với quan điểm của tôi. Tiếp theo cô ta cười nhạt rồi nói. Cho dù là như vậy, mấy quỷ hồn chúng ta cũng không quan tâm, bởi vì chúng ta chỉ cần người mùi thôi. Dù cô ta có bỏ thuốc đồng hay là nhổ nước bọt cũng không có tác dụng gì đối với chúng ta. Chỉ có người sống như là sư huynh mới cần lo lắng. Đi thôi, quay trở về phòng sư huynh, bọn họ làm cơm xong nhớ mang tới cho chúng ta hài suất bụng chúng ta đã sôi lên rồi tiểu sư muội đưa tiểu tiên cho kim ngọc hoa sau đó thì quay người dẫn theo cố anh đang cố nín cười đi về phòng của mình tôi nhìn theo bóng lưng của tiểu sư muội miệng lẩm nhẩm tôi cảm thấy tính cách của tiểu sư muội ngày càng thay đổi so với mặc cấp tiểu sư muội càng ngày càng khó dự đoán hơn xem ra đây là tính cách thực sự của phân hồn phương nhu tất cả những ấn tượng trước đây đều đến từ mạc cấp đều có thể xác định được là tính cách của tiểu sư muội rất là cổ quái nhưng trong lòng lại rất thiện lương điều này là hoàn toàn trái ngược với mạc cấp như vậy là được rồi tôi không cần nghĩ đến những phương diện khác một tiếng đồng hồ sau Đột nhiên thì tiếng quát khó chịu của Vân Hương từ trong sân chuyển đến. Mọi người mau tiếc ăn cơm đi, thức ăn là cho sư phụ của ta tự làm đấy. Phương môn chủ người không nề mặt hay sao? Trong giọng nói của Vân Hương có chút uất đức rất hiển nhiên, Vân Hương cũng muốn đấu cơm cho tôi. Đây là một sự phụ ép cô ta phải làm. Nếu là theo chủ ý ban đầu của Vân Hương, có lẽ cô ta đã muốn cho tôi một bát thuốc độc rồi. Nghe giọng nói của cô ta tôi không nhịn được cười. Phần hưởng càng không vui tôi lại càng thấy vui hơn. Tiểu tiên ngồi trên vai của tôi, đôi quỷ nhãn đảo liên lịa. Đột nhiên tiểu tiên nôm lấy đầu của tôi mà nói. Đại ca đi thôi, chúng ta đi nếm thử thành nghề nấu ăn của nữ nhân đáng chết kia. Trước tiên cứ khen một câu đã, nếu mà thức ăn cô ta làm thực sự khó nuốt, tôi sẽ không để mặt nhất định tôi sẽ chê bai ngay tại chỗ phương ca đừng vì thế bọn họ đẹp mà nói tốt cho bọn họ mặt của tôi nóng bừng lên để tiểu tiên nói ra những lời này tôi sẽ rất khó xử cái gì mà tôi thích thì ngắm nhìn nhan sắc của hai nữ ma đầu đó đây hai người đó chỉnh dung vô số lần rồi có được không vốn dĩ toàn lãnh ngàm có dung mạo rất đáng yêu đáng thích là để đóng vai trưng tinh xương cô ta cần phải dùng dao kéo để thay đổi hình dạng. Vận Hương càng tuyệt hơn nữa, vốn dĩ cô ta có dùng mạo rất bình thường, nhưng mà ở thế giới của phong táng bôn, cô ta đã chỉnh dung biến thành một đại mỹ nhân, căn bản là không thật, làm gì tôi không nhận ra được dung mạo giả dối của bọn họ. Tiểu quỷ, người cũng hùa vào để chiêu chọc ta. Tôi không biết nên cười hai lần nên khóc nữa đây, chỉ có thể bẹo má của Tiểu Tiên. Ôi chào đau quá thật đáng ghét. Tiểu Tiên đập một trường vào đỉnh đầu của tôi, tôi vội vàng buông ngón tay ra. Ở bên cạnh Kim Ngọc Khoa và Tiêu Ngọc khúc khích cười, hai nước quỷ này cũng không thèm tới giúp tôi. Sau một hồi náo loạn, tôi dẫn ba nước quỷ rời khỏi phòng, rất nhanh chúng tôi đã đi tới phòng ăn. 18 món ăn đã được dọn lên bàn, hương sắc đều đầy đủ, chỉ cần nhìn cũng đã phải nuốt nước bọt rồi. Phương môn chủ, tới đây ngồi đi, tôi đang gọi lại, nhưng tỷ tỷ của tôi vẫn không chịu. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, chúng ta cứ ăn cơm trước đi. Toàn lãnh ngàm dẫn theo vân hương với một bộ dạng không tình nguyện bước tới đón chúng tôi. Lòng mũi của tôi hít hà mùi hương vì thức ăn sọc vào mũi khiến cho tôi có chút chấn kinh, bởi vì tuy rằng tay nghề nấu ăn của tòa lãnh am không bằng xào vương lộ sa đảo nhưng xét theo kinh nghiệm ba kiếp của tôi tuyệt đối là một đầu bếp hạng nhất chỉ kém tài nấu ăn của xào vương lộ sa đảo một chút thực sự nằm ngoài dữ liệu của tôi thành thật mà nói không ai trong số những người có mặt ở đây nấu ăn tốt hơn toàn lãnh nam về phương diện này cả tôi và kim ngọc hoa đều không phải là đối thủ của cô ta. Rất thơm, Tiểu Tiên tựa như là quên mất ý định bất lỗi bắt đầu của mình. Tiểu Tiên tròn tay qua vai tôi, cậu bé tìm một chỗ ngồi xuống rồi với tay cho tôi một đôi đũa. Sau đó cậu bé hào hức quay sang nhìn tôi. Khi mà qua chứng mắt nhìn Tiểu Tiên, trên khuôn mặt của Tiêu Ngọc lộ ra vẻ. Ta không quen biết con tiểu quỷ này, Quả thực là biểu hiện của tiểu tin quá lộ liễu và mất mặt. Tôi ngờ ngập ho nhẹ một tiếng. Thuận theo ý tứ của toàn lãnh nga mà ngồi xuống. Nhưng bên tai tôi nghe thấy vân hương người lạnh một tiếng. Tôi chỉ có thể giả bộ không nghe thấy. Trong bếp vẫn còn giữ lại rất nhiều khẩu phần ăn. Còn tỷ tỷ của ta còn có những quỷ hồn do môn chủ nuôi dưỡng. Tất cả đều được mang đi rồi. Tòa lánh ngam tươi cười nói với tôi Cũng rất biết làm người Trong lòng của tôi thầm tán thán Sau khi nói mấy câu khách giáo Mọi người bắt đầu ăn cơm Ấm tiểu tiền kéo đồ ăn về chỗ của mình Sau đó thì bạt mạng hít hà Không may mà không dây ra cuồng phong làm đổ thức ăn Cả bà nước quỷ đều không hề dè dặt Mặc kệ nhãn thần đang nhấp nháy cổ vân hương tôi vừa nói chuyện phiếm với toàn lãnh am vừa nhắm thức ăn cho cô ta làm tuy rằng tôi rất kén ăn nhưng cũng phải nói một câu là rất ngon nữ nhân này dường như làm việc gì cũng xuất chúng nếu như cô ta có tấm lòng thiện lương thì tốt biết bao nhưng cô ta lại là một nữ đại ma đầu có ngon không toàn lãnh am nuốt một miếng cơm cô ta ngẩng đầu nhìn tôi nhẹ giọng hỏi ăn của người thì mềm miệng tôi đang định khen ngợi vài câu đột nhiên thì trong ngực của tôi cảm thấy có thứ gì đó dị thường một đạo thất sắc cứu viện phù không hề báo trước tự nhiên bốc cháy thần sắc của tôi đại biến thất sắc cứu viện phù là đạo phù do sư thúc hùng cát và sư tỷ tả trang tặng cho tôi sau khi kết thúc quá trình rèn luyện môn chủ của tôi giống như tên gọi của nó chức năng chủ yếu chính là cầu cứu viện khi mà tôi cảm thấy bị áp đảo và rơi vào trong tình thế nguy hiểm, tôi có thể thúc động một đạo thất sắc cứu viện phù. Sư thức hùng khát và sư tỷ tà trang có thể cảm nhận được vị trí không gian của tôi từ xa và nhanh chóng tới giải cứu cho tôi. Thật sắc cứu viện phù theo lý mà nói, chỉ có tôi mới có thể thúc động được. Năm xưa khi mà từ hồng khô cốt phát động quỷ cục ở Ngạc Thủ Sơn tôi đã sử dụng nó một lần chiêu tầm hai vị cao thủ đồng môn tới vây sát từ hồng khô cốt lần đó chúng tôi đã không đánh thắng nếu không phải thủ đoạn dự bị của sư tôn đạo hoa đã có tác dụng chúng tôi sẽ không phải là đối thủ của từ hồng khô cốt năm xưa bọn họ cho tôi tổng cộng ba đạo phù tôi đã dùng một đạo ở ngạc thủ sơn trong tay vẫn còn lại hai đạo phù trong một loạt các sự kiện linh dị xảy ra sau đó, tôi không có cơ hội để sử dụng thất xác cứu viện phù. Tôi thường nhét nó vào trong ba lô của mình. Mấy ngày trước khi mà tôi còn đang ở trong không gian của pháp khí, không biết tại sao tôi lại đem các mấy đảo thất xác cứu viện phù còn lại vào bên trong túi ngực của tôi. Hiện tại nó đang nằm bên cạnh chiếc quan tài nhỏ trong suốt, nơi cất giữ thiên hài của mẹ mãi nhược noãn. Thật sự vào thời điểm đó không biết tại sao tôi lại làm như vậy, thậm chí sau đó tôi cũng quên luôn. Cho mãi đến lúc này một đạo thất sắc cứu phiền phù nào đó đột nhiên tự bốc cháy mà không trải qua sự thúc động của tôi. Điều này khiến cho tôi rất là chấn kinh. Bởi vì chỉ có một nguyên nhân để giải thích cho hiện tượng này. Đó chính là Pháp Sư đã tạo ra những đạo phù triển này đang từ xa thi triển theo hướng ngược lại cho nên là mới sinh ra hiện tượng này. Theo Lý mà nói, một đạo phù truyền được tinh luyện không thể thay đổi trạng thái của nó trừ khi đích thân của người luyện chế thúc động. Ngay cả khi nó là của Pháp Sư đã luyện đạo phù truyền này, sau khi đã chuyển giao đạo phù truyền cho người khác, về cơ bản không thể thúc động được từ xa. Rõ ràng là thất sắc cứu viện phù không nằm trong những điều kiện hạn chế này nó đã bị thúc động ngược lại cho nên nó có thể tự bốc cháy đồng thời không có thông tin bổ sung nào được kèm theo chẳng hạn như vị trí của pháp sư đang điều khiển từ xa ở đâu những thông tin này không được truyền tới tâm trí của tôi nhưng sự bùng cháy tự phát của phù triển cũng đã đủ để chứng minh cho mức độ nghiêm trọng của vấn đề điều này cho tôi biết rằng sự thúc cùng cát và sư tỷ tà trang đang ở trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng cống không có cách thức nào để có thể gửi tin nhắn cầu cứu tới cho tôi điều này cho thấy bọn nọ hiện đang bị mắc kẹt trong một không gian quỷ dị nào đó cách tuyển với thế giới thực tại giống như khi tôi đã bị mắc kẹt trong quỷ cục trên núi ngạc thủ sơn ngoài phương diện này ra thì bọn họ không thể nghĩ ra cách nào để mà liên lạc với lại sự cứu viện từ thế giới bên ngoài. Chỉ có quỷ mới biết được để thúc động đạo phù truyền trong người của tôi, sư tỷ và sư thúc đã phải trả một cái giá đắt như thế nào. Mà bọn họ đã thúc động cứu viện phù, điều này nói nên rằng bọn họ đang gặp cực độ nguy hiểm, vậy thì bọn họ có thể cầm cự được bao lâu, có thể kiên trì được cho đến lúc tôi ra tay giải cứu hay không. Chỉ trong chớp mắt tôi đã hiểu rất được những điều này tôi có thể không bị chấn kinh hay sao. Phụ truyền đương nhiên là sử dụng âm hòa để đốt cháy sẽ không làm bỏng ra, càng không nói đến việc đốt cháy quần áo. Hơn nữa phản ứng của tôi rất nhanh, tôi đã thành công việc che giấu sẽ không bị toàn lãnh ngam và vân hương cảm nhận được. Nhưng tôi không thể giấu được sự thay đổi đột ngột về trạng thái của mình. Nhãn thần của toàn lãnh âm lóe lên, cô ta liền vội vàng truy hỏi phương môn chủ chuyện gì đã xảy ra vậy trong sắc mặt của ngươi không được tốt cho lắm ba bọn nữ quỷ tiểu tiên đều cảm nhận được sự thăng trầm trong cảm xúc của tôi bọn họ đều dừng động tác lại rồi quay đầu nhìn tôi nhãn thần của vân Nương nghi ngờ nhìn tôi thật xin lỗi bản môn có một số việc cần xử lý ta phải đi ra ngoài một chuyến Ta lãnh ngam Ngươi và thiền tỷ cứ tùy ý là được rồi. Nếu muốn ở lại cứ ở lại. Có điều ta cần phải cảnh báo trước. Trận pháp ở nơi đây ta đã bố trí rất hoàn hảo. Mọi người có thể sống ở đây. Thế nhưng không được vi phạm quy củ. Nếu không thì trận pháp sẽ tự động thành trừ các người. Còn nữa mọi người có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào mà không bị hạn chế. Nhưng một khi đã rời khỏi cửa hàng quan tài sẽ không thể vào lại được nữa chờ khi đợi đến khi ta quay trở về. Đặn bật đũa xuống tôi vội vàng đứng dậy, cộng với một đồng tác vẫy tay. Bà nước quỷ hóa thành bàn đảo quang ảnh bay vào trong người giấy trong ngực tôi. Phượng môn chủ, xin đồ chúng ta không muốn nở không, nếu như có chỗ dùng được người cứ lên tiếng. Ít nhiều chúng ta cũng là cao thủ cấp độ lục địa thần tiên, có thể trợ lực giúp ngươi, coi như trả tiền thuê phòng cũng được, người đừng có khách sáo. Tòa lãnh ngàm đột nhiên đứng lên nói ra với tôi một câu như vậy. Tôi rất ngạc nhiên, tôi nhìn thật sâu vào mắt của cô ta. Cảm nhận được nhắn thần của nữ nhân này đang rất chân thành, từ đáy lòng của tôi cảm thấy kinh ngạc. Từ lúc nào một nước ma đầu cổ quái như tòa lãnh ngàm lại trở nên nhiệt tình như vậy, lại còn lên tiếng tình nguyện giúp đỡ, điều này thực sự là không bình thường. Trông không giống như là một ma nữ đầu tàn gốc máu lạnh trong ấn tượng của tôi. Có lẽ cô ta đang biểu diễn. Ngược lại mà nói cho dù cô ta có thành tâm tôi cũng không dám sử dụng. Tòa lãnh thiền còn tin tưởng được mấy phần. Nhưng toàn lãnh am và vân hương thì... Tôi nhìn sâu vào đáy mắt của toàn lãnh am. Trên khuôn mặt là một nụ cười nói. Ý thất của cô bạn môn chủ xin ghi nhận. Thế nhưng mà ta có thể tự mình xử lý được Nếu thực sự cần sự giúp đỡ ta sẽ không khách sáo Ai bảo hai người tới đây ở Bỏ ra một chút công sức để trả tiền thuê nhà cũng là điều hợp lý Tôi nói câu này bằng một thái độ đùa giỡn Toàn lãnh ngam cũng mềm cười theo cô ta nhẹ giọng nói Như vậy mới đúng Lúc nào cần tới chúng ta môn chủ có thể lên tiếng Ta và Vân Hương sẽ không khoanh tay đứng nhìn Tôi quay đầu nhìn về ánh mắt bất định của Vân Hương trong lòng càng cảm thấy rất có gì. Nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, tôi chỉ mỉm cười gật đầu sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thật sự mà nói chỉ cần không rơi vào tuyệt lộ, tôi sẽ không bao giờ để hai nước ma đầu này tham gia vào. Điều đó đồng nghĩa với việc bảo hộ tự lột ra. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị hai sư đồ này bắn đứng như vậy rất nguy hiểm. Được rồi. Sau khi buông ra hai chữ này, tôi lao ra khỏi phòng nhanh như gió. Trong quá trình đó, tiểu sư muội phương lưu, nước quỷ khâu đầu cố anh bay vào trong người giấy trong ngực của tôi, nhanh như là một tia chớp vậy. Hào bàn mà tiểu sư muội mang theo bên người thật tuyệt vời. Thế này không phải là vóc khí được luyện chế đặc biệt cho âm hồn, nó có thể phóng to thu nhỏ cùng với cô ta có thể ra vào người giấy một cách tùy ý. Loại pháp khí này có đặc tính âm dương đều có thể sử dụng được. Điều này khiến cho tôi và tiểu sư muội rất ngạc nhiên. Tôi chạy về phòng của mình đeo chiếc ba lô lên lưng, thành kiếm gỗ đào cũng được mang theo. Ngẫm nghĩ một hồi lâu tôi quyết định mang theo thành kiếm gỗ đào ngắn của Phương Nhu mà tôi đã lấy ra từ mấy hôm trước. Thành kiếm gỗ đào ngắn này đã thuộc về sư muội Tôi luôn cảm thấy cùng với sự trở lại của Phương Nhu, bí mật của sông kiếm gỗ đào đang ở chờ chúng tôi phía trước. Vì vậy cần phải mang theo để cho tiểu sư muội sử dụng, biết đâu có cơ hội. Có thể chúng tôi sẽ lĩnh ngộ được bí mật của sông kiếm gỗ đào, đó không phải là một sự gia tăng thực lực rất lớn hay sao? Tiểu sư muội không phản đối ý kiến này. Kể thần để cho tiểu sư muội ở trong cửa hàng quan tài có vẻ an toàn hơn, có điều tiểu sư muội cũng đã từng nói Chỉ cần khi tôi cần ra ngoài Cô ta nhất định sẽ đi theo Cô ta quá cô chấp Đến mức cô ta không muốn rời xa tôi phải không Nếu đã như vậy Đương nhiên tôi phải quan tâm đến cảm xúc của cô ta Cứ thuận theo ý cô ta Sống chết có nhau cũng tốt Tiểu cương Ta thấy người vội vãng như vậy Có phải đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng phải không giọng nói của toàn lãnh thiện văng lên bên tai của tôi xác thực là đã xảy ra chuyện tôi cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra tôi vội vàng đáp có chuyện gì thì cứ nói với ta toàn lãnh thiện nhẹ nhàng bày tỏ thái độ cảm ơn thiền tỷ tất nhiên là tôi sẽ không cự tuyệt ý tốt của cô ta cổng lao ra khỏi cửa hàng quan tài với tôi còn có kim giáp thì làm liền lúc này cô ta cũng không quan tâm đến thánh huy thi vương lần nữa trong trùng điệp của trận pháp thánh huy thi vương có muốn trùng sinh còn khó hơn cả lên trời không biết sư thúc và sư tỷ đang rơi vào tình huống nguy hiểm thế nào tôi cần phải huy động lực lượng lớn nhất dưới chướng của mình đồng thời tâm điểm từ xa đã được chuyển đi sau khi tôi đang thi triển khinh thân thuật cộng với chứng nhãn pháp lao nhanh ra ngoại thành hai quàng từ trên cao lần lượt bay vào hạo bàn trong bàn lô đó chính là long yêu phủ và lão trưởng thôn đang bảo vệ cho tiểu vương hai vị này chính là hai quỷ hồn cao thủ chân chính triệu Hiểu lan được uh, tuyệt đối an toàn trong phòng nhỏ trong cửa hàng quan tài phía bên tiểu vương tôi đã phái hai con quỷ áo tím đến thay thế cho hai quỷ hồn cao thủ này Đối với cuộc gặp mặt của hai người tạm thời phải hoãn lại. Triệu gia đang xảy ra xáo trộn, cậu hôn nhân với thái gia đã được tiến hành, có lẽ tiểu vương đã được an toàn, hai con quỷ áo tím có thể bảo vệ được an toàn cho cậu rồi. Cho dù có xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tôi cũng không lo được, sư thúc và sư tỷ đang gặp phải hiểm cảnh, tôi chỉ có thể lo việc cấp thiết trước mắt mà thôi điện thoại không liên lạc được với Lâm Khải Vi, tôi biết rõ ràng đại bản doanh của quỷ môn nhất định đang khai khởi trận pháp bảo vệ với cường độ rất lớn, cho nên tín hiệu điện thoại đã bị ngăn chặn. Tôi cũng không thể liên lạc được với hai chị em quỷ, quỷ tình và quỷ thập, nhưng tôi có thể cảm nhận được vị trí chính xác của bọn họ, đó chính là lòng liễu thôn. Nếu tôi muốn nói chuyện với nữ tướng Như Lai và Liễu Bồ Hàng, tôi phải đích thân đến gặp họ ở tổng đàn tại lầm liễu thôn sư thúc và sư tỷ đã lâu không liên lạc với tôi tôi cũng không biết nơi ở của bọn họ cũng không có thông tin vị trí khi thất sắc cứu viện phù tự bốc cháy lúc này tôi chỉ có thể hy vọng các cao thủ ở tổng bộ biết được bọn họ đang làm gì tôi không dám tưởng tượng nếu như bọn họ bí mật hành động vậy thì sẽ xuất hiện những tình huống như thế nào nếu thực sự phát sinh tình huống như vậy, vậy thì thực sự là khó xử. Thế giới này quá rộng lớn, có thể có rất nhiều không gian quỷ dị và những thế giới song song. Làm thế nào để tôi có thể tìm thấy bọn họ đây? Hướng hộ là bọn họ có thể chống đỡ được bao nhiêu lâu cũng là một vấn đề lớn. Cho dù đã có kinh nghiệm của ba kiếp nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng này, toàn thân của tôi phải toát cả mồ hôi quan tâm tắc loạn chính là nói về tâm trạng của tôi lúc này. Sau khi triệu hồi cung phụng của quỷ môn Long Yêu Phổ và lão trưởng thôn Long Liễu, tôi không do dự khởi động phong độn thuật, thân hình của tôi lao vút đi như là một trận cuồng phong, mục tiêu chính là Long Liễu thôn. Chỉ mất có mấy phút, Long Liễu thôn đã xuất hiện trước mặt của tôi. Tôi nhanh chóng thu lại pháp lực rồi xuất hiện trước bản thể của liễu bà bà là cây liễu cổ thụ. Kim giáp thi lam liên phòng mệnh của tôi dừng lại chờ tôi ở một khoảng cách nghìn mét, không được theo tôi vào đây. Thời tiết vẫn còn rất lạnh, những cành liễu lớn phủ đầy băng tuyết, ngước mặt nhìn lên. Tựa như là cây liễu đã cào lớn hơn trước, sinh cơ được thu vào bên trong, những pháp sư không biết chuyện không thể cảm nhận được sự khủng bố của cây liễu cổ thụ này. Sự thay đổi về thể tích của cây liễu lớn tựa như cho thấy đồng hành của liễu bà bà đã tăng lên đến một bậc. Ngay sau khi mà tôi vừa xuất hiện, cây liễu cổ thụ đã có những cảm ứng. Một thân ảnh màu xanh lục lóe lên. Liễu bà bà mặc áo tràng màu xanh lục lập tức xuất hiện Liễu bà bà kinh ngạc nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi Môn chủ sao người lại tới đây? Nói xong câu này thì liễu bà bà liền vẫy tay Trần pháp vô hình đã bao trùm tổng đàn đất được mở ra Tôi bước chân vào bên trong Trước mặt của tôi lóe lên một thân ảnh Nơi tướng như lai đeo mặt nạ liền xuất hiện Tôi cảm ứng được ngay chị em quỷ vương trong phù truyền Trên thân thể của nữ tướng như lai Môn chủ đây là người Giọng nói này được ngụy trang của nữ tướng như Lai liền cất lên Thân phận của nữ tướng như Lai luôn được giữ bí mật Ngoài tôi ra thì không ai biết được thân phận của nữ tướng như lai Kể cả là tiểu sư muội Hai người bọn họ ra hiệu cho tôi đi vào trong cung điện ở phía dưới đất Tôi vội vàng xua tay biểu thị nói chuyện ngay ở đây bởi vì tôi đang rất vội. Sau khi nghe xong những lời nói của tôi, sắc mặt của hai đại cao thủ đều biến sắc. Làm sao có thể? Nếu bà bà lầm nhầm nói về mặt lo lắng. Bà bà, bà bà có biết vị trí hiện tại của hai người bọn họ không? Tôi vội vàng hỏi. Nếu bà bà và nữ tướng Như Lai đều đồng thời gật đầu, nhưng ngay sau đó thì lại lắc đầu. Ý của hai người là gì? Tôi bối rối nhìn hai người bọn họ Môn chủ trước tiên đừng nên gấp gáp Hãy nghe những gì ta nói Liệu bà bà vội vàng chấn an tôi một câu Tôi hít nơi một nơi thật sâu rồi nhắm mắt lại Âm thầm khống chế cảm xúc Sợ tính nặng đã chiếm lĩnh tinh thần Sau đó thì hoàn toàn bình tĩnh trở lại những lúc càng nôn nóng càng rút ruột bao nhiêu, càng cần phải bảo trì được thái độ bình tĩnh bấy nhiêu. Sở dĩ tôi làm được điều này hoàn toàn là nhờ vào kinh nghiệm của bà kiếp sống trong cuộc sống thường ngày không cần phải duy trì trạng thái đang đối mặt với kẻ thù cho nên là những lúc bình thường tôi luôn phải khôi phục lại linh lực mà một người trẻ tuổi cần phải có thậm chí là tôi không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì rất có thể để có thể sống một cách hồ đồ luôn duy trì một trạng thái thoải mái trong cuộc sống ngày tháng sẽ trôi qua rất vui vẻ một khi có sự kiện bất thường lớn xảy ra, tôi sẽ nhanh chóng phát huy được kinh nghiệm trong bà kiếp của mình. Này tôi đã như biến thành một con người khác. Khoảnh khắc khi tôi mở mắt ra, sắc mặt của tôi đất tĩnh lặng như mặt nước lúc đêm, chút bỏ được mọi cảm xúc chi phối. Tôi lặng yên nhìn lão bồ hằng và nữ tướng như lai. Hai vị đại lão đều mắt nhìn nhau, trong đôi mắt xuất hiện sự chấn kinh và ngưỡng mộ. Rõ ràng là bọn họ đang rất ấn tượng với màn trình diễn của tôi. Chúng tôi tùy tiện tìm một chỗ Tiền ngồi xuống. Nếu Bồ Hàng nhìn tôi nói, Môn chủ, mấy tháng trước bọn họ phụng mệnh xuất phát, thâm nhập vào trong buồn cô di chỉ cổ mới xuất hiện. Nhân thần của tôi vẫn bình lặng, tôi không hề truy hỏi chỉ yên lặng chờ đợi. Môn chủ vẫn chưa được chính thức nắm được quyền trưởng quản của quỷ môn, cho nên là việc này do các trưởng lão chúng ta sau khi đã tham khảo ý kiến rồi quyết định. Khô di chỉ cổ này mang theo lực tử vong vô tiền khoáng hậu, sau trận núi lở nó đột nhiên xuất hiện ở hoang mạc phía tây bắc, đồng thực vật xung quanh trong vòng 100 dặm đều bị tuyệt diệt, tất cả đều bị cuốn vào trong tử địa. Di chỉ cổ này đột nhiên xuất hiện trên thế giới đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều môn phái lớn trong các vùng lân cận. Như chúng ta đã biết, sự ra đời của các di chỉ thời thượng cổ hay là bảo tàng xuất thế đều đại biểu cho một cơ ngộ lớn, đặc biệt là bên trong những di chỉ cổ này. Không biết liên hệ với các dị độ không gian khác nhau hay không, cũng có thể bên trong đó có ẩn tàng những thứ bảo vật đủ để cho một môn phái phát triển với tốc độ cao chẳng hạn như là bí tịch pháp thuật pháp khí thời viễn cổ đều có thể xuất hiện nếu có thể khống chế được một nơi di chỉ thời thượng cổ mao sơn quỷ môn của chúng ta phát triển với tốc độ rất nhanh kể từ những bồn bánh nhỏ phụ thuộc vào mao sơn quỷ môn để tồn tại trước khi bọn họ bố trí trận pháp khống chế ở khu vực trung tâm này không để cho những biến động của di chỉ cổ tiếp tục lan rộng sau đó thì tự mình đi thám sát trong thời phát hiện thấy rất nhiều điểm bất thường bọn họ cũng tổn thất rất nhiều nhân lực phát hiện thấy không thể chiếm giữ được di chỉ này không còn cách nào khác cho nên bọn họ đã bí mật báo cho bản môn của chúng ta cho đến tận lúc này chuyện này chỉ có bản môn của chúng ta và mấy môn phái nhỏ kia biết được tin tức còn trên được lan truyền rộng để không thu hút nhiều môn phái lớn khác tới đây tranh đoạt quyền cống chế để di chỉ cổ này nếu bà bà nói đến đây thì dừng lại cho tôi thời gian để tiêu hóa thông tin lông mày của tôi cau lại sau khi mà nghe xong những lời này tôi càng lo no lắng đại công phụng ta hiểu ý của bà bà cái gọi là di trì cổ này bà bà rất muốn chúng ta nắm chặt trong tay nhưng mà tại sao lại chọn hùng cắt và tà trang thâm nhập vào mạo hiểm cần phải biết được rằng so với những cao tầng trung tâm của quỷ môn bọn họ không đủ về phương diện đạo hành rất dễ bị tổn thất trong đó tôi không hài lòng với phương diện này cho nên trực tiếp nói thẳng nữ tướng như lai cười khổ một tiếng cô ta đáp môn chủ đó là vì sau khi thám sát qua thực địa si chỉ cổ đột nhiên xuất hiện đó có một hạn chế rất nghiêm ngặt đối với đạo hành cấp độ lục địa thần tiên căn bản không thể tiếp cận một khi muốn cứng hành xâm nhập vào sẽ bị phản kích Bản thân ta và Đại Cung Phòng đã từng thử qua. Kết quả hai chúng ta đều bị trọng thương. Chỉ là ta không nói cho môn chủ biết điều này. Tôi chăm chú nhìn thật sâu vào mắt của nữ tướng Như Lai. Trong lòng muốn hỏi thăm thương thế của cô ta. Bởi vì đây là bạn gái của tôi. Ngày đó cô ta bị trọng thương. Tôi không thể đau lòng hay sao. Sau khi nữ tướng Như Lai bí mật nói với tôi rằng cô ta đã an toàn. Cô ta tiếp tục nói sau đó ta đã thử một số phương pháp Ví dụ như cấp độ lục địa thần tiên tự phong Ấn đạo hành của mình ở một tầng thử thách Nhưng mà vẫn không thành công Khu di trì của đó tựa như là sở hữu một sức mạnh giám biệt vô cùng khủng bố Không thể che giấu được nó một điều gì Sau một loạt những thử nghiệm khác nhau Chúng ta đưa ra một kết luận Chỉ có những pháp sư có đạo hành thấp hơn cấp độ lục địa thần tiên đồng thời phải phong ấn đi hơn 90% pháp lực của chính mình. Như vậy mới có thể thâm nhập vào di trì cổ mà không bị hạn chế. Điều chúng ta có thể cảm nhận được là di trì cổ này xuất hiện năm dị độ không gian khác nhau trong chất lên. Kết cấu rất ổn định, rất có thể là đã tồn tại từ lâu. Trước mắt di trì cổ này là một cơ duyên nào đó mà xuất hiện. Rất có thể bên trong có tàng ẩn một thứ di bảo đại năng thời viễn cổ nghe nơi tướng như này nói đến đây tôi cũng đã hiểu ra tại sao hồng Cát và tà trang lại được chọn trình độ thực lực của hai người này không thể sánh với cấp độ lục địa thần tiên của pháp sư nhân loại nhưng mà một người là cương thi một người là cốt yêu sau khi phỏng ấn hơn chín thành pháp lực sự tồn tại thể lực của hai người này được thiển thị ra chiếm đủ mọi ưu thế vì vậy việc cử hai người này đi tiên phong là lẽ đương nhiên. Là một thành viên của Mao Sơn Quỷ Môn, khi mà tông chủ cần đến làm sao có thể thoái thất được. Vì vậy hai người bọn họ tiến vào trong khu di trì cổ quỷ dị này. Cho đến ngày hôm nay, đạo thất sắc cứu viện phổ trên người của tôi đã tự bốc cháy. Được hình thành bởi sự trầm chất của năm dị độ không gian, điều đó có nghĩa là di trì cổ đại này xuất hiện cùng lúc đại năm thế giới khác nhau. Thì đưa ra một câu hỏi có tính quan trọng nhất. Điều này ta cũng không biết, nhưng nếu đúng như vậy, nhất định sẽ có những pháp sư từ các thế giới khác thâm nhập vào trong đó để mà tranh đoạt quyền cống chế khu di trị cổ này. Liệu bà bà nghiêm giọng đáp lại, sắc mạnh liễu bà bà rất u ám, với năng lực của liễu bà bà, vậy mà cũng không thể phán đoán được. Một dị độ đang bày ra trước mắt như vậy, Mao Sơn Quỷ môn dù phải mạo hiểm cũng phải hành động, đồng thời phải làm tốt công tác bảo mật, ngăn chặn nghiêm ngặt việc dò dỉ thông tin, không để cho các thiết lực khác tham gia vào. Nhưng tôi nghĩ tin tức này có thể giữ bí mật được trong vài tháng cũng đã là ghê gớm. Có lẽ lúc này cũng đã có một số tông môn lớn biết được tin tức này. Chỉ có điều bọn họ vẫn chưa thể xác định được vị trí chính xác bởi vì Mao Sơn quỷ môn đất động chân động tay ở xung quanh khu vực đó chỉ để ngăn chặn sự biến động của di trì cổ lan ra ngoài. Liệu âm hồn trên cấp độ quỷ vương có thể thâm nhập được vào di trì cổ hay không? Tôi chậm ngâm suy nghĩ hồi lâu sau đó ngước mắt lên nhìn nữ tướng Như Lai và Liễu Bà Bà. Sắc mặt của hai người đều tối sầm lại Liêu bà bà thở một hơi dài. Giới hạn đối với quỷ vật lại càng nghiêm khắc. Đạo hành chân thực từ cấp độ, đạo hành từ quỷ vương trở lên cũng không thể tiếp cận được. Lấy bán bộ quỷ vương làm ví dụ, nếu muốn thâm nhập đường vào bên trong, cần phải phong ấn sự dao động quỷ khí của mình xuống cấp độ dưới quỷ áo tím mới được. Còn về sau khi mà xâm nhập vào bên trong, những hạn chế điều trên có tự động biến mất hay không? hiện tại vẫn còn chưa có biết được có phải chỉ có hai người bọn họ về không ánh mắt của tôi lóe lên một tiếng hàn quang nếu bà bà chua xuất nói không chỉ có hai người bọn họ trước sau cũng đã phái hơn 10 đợt đệ tử xâm nhập vào trong đó tổng cộng là 36 người nhưng không có người nào quay trở về Cống công hề có tin tức nào cả đào thất sắc cứu viện phổ trên người của môn chủ tự bốc cháy Tức là tin tức đầu tiên bản môn nhận được từ khu di chỉ cổ từ mấy tháng nay. Suốt cuộc là bên trong đó như thế nào? Phải chăng là một tiểu thế giới khác? Quy tắc trong không gian của trong đó là như thế nào? Có sinh vật bản địa nào sinh sống trong đó không? Tốc độ của thời gian nhanh hay chậm? Điều này là rất khó nói. Nghe đến đây tôi lại càng thêm nặng chịu. Bởi vì bên trong đó liên kết với năm dị độ không gian, cho nên mà dù biết bọn tà trang còn trong đó Nhưng không dám đoán chắc được Liệu bọn họ có còn ở trong không gian của di trì cổ hay không Nếu may mắn xảy ra sự cố ngoài ý muốn Bọn họ có thể bị hút vào những không gian khủng bố khác Môn chủ chúng ta cần phải trải qua sự kiện thành phố phục chế Chúng ta đều biết mức độ khủng bố ở một dị độ không gian khác như thế nào Nơi tướng nhìn lại bổ sung thêm một câu, bởi vì cô ta cảm giác được những gì tôi đang nghĩ cô ta đã tỏ ra không yên tâm nguyên nhân rất đơn giản cho đến tận ngày hôm nay thân thể của tôi cũng chưa tới cấp độ lục địa thần tiên cho dù là cấp độ âm hồn đã vượt qua cấp độ này bởi vì cấp độ thân thể của tôi không đủ đúng ra tôi chưa đạt tới cấp độ lục địa thần tiên cho nên nói tôi phù hợp với điều kiện có thể phong đi hơn chín thành đạo hạnh tiến nhập vào khu di trì cổ để tiến hành cứu viện. Nhưng bài học khủng bố còn bày ngay ngắn trước mặt, hơn ba chục đệ tử của bản môn đã xâm nhập trong đó mà không thể trở ra. Hiển nhiên rất khó để kiểm soát được không gian trong khu di trì cổ mới xuất hiện. Cho nên nếu tôi làm như vậy, nhất định là sẽ tự ra mình vào tử địa rồi. Mức độ đạo hành chân thực của nữ tướng Như Lai quá cao có thể tiến hành vào được. Cũng như vậy, nếu bà bà cũng không thể vào được, cho nên bọn họ cũng không thể giúp được gì. Những cao thủ có đạo hành cao tuyệt của quỷ môn đang tàng ẩn trong bóng tối cũng không thể giúp gì. Với tư cách là bạn gái, nơi tướng như Lai lại không yên tâm về tôi, đây cũng là điều hợp lý. Con người khó tránh khỏi cái ích kỷ nơi tướng như lai cũng không phải là ngoại lệ. Tôi đứng dậy chậm chậm tin lại trên mặt tuyết người bọn họ không hề lên tiếng chỉ lặng lẽ nhìn theo suy nghĩ một lúc lâu đột nhiên tôi dừng chân lại tôi nhìn về phía lão bà bà rồi nói số lượng tối đa pháp sư và quỷ hồn được phép xâm nhập vào cùng một lúc là bao nhiêu có giới hạn hay là đệm gì không pháp sư nhân loại cấp độ lục địa thần tiên và âm hồn cấp độ quỷ vương không được phép đó là kết luận sau khi mà quỷ môn được thực nghiệm liệu các cao thủ của các môn phái khác có thể sử dụng những thủ đoạn mà chúng ta không biết để mà che giấu đi nhận thức của duy trì thời cổ hay không? Lục địa thần tiên cũng có thể qua mặt để xâm nhập vào trong. Tất cả những vấn đề này đều rất là quan trọng. Tôi đều đã nêu ra cùng một lúc. Liệu bà bà liếc nhìn nữ tướng Như Lai Lâm Khải Vi gật đầu đứng dậy đi tới bên cạnh tôi rồi nói. Những câu hỏi của môn chủ đều rất quan trọng. Ta trả lời từng một vấn đề, bất kể là nhân loại hay quỷ vật, nhiều nhất có 5 người vào được cùng một lúc, nếu mà nhiều hơn sẽ không được phép vào. Những thủ đoạn của các quỷ dưỡng sư không thể qua được mắt. Lấy môn chủ làm ví dụ, bất kể môn chủ sử dụng pháp khí hay là họa phù văn lên cơ thể để mang theo quỷ hồn, số lượng sẽ được duy chỉ cổ kiểm nghiệm ra cho nên môn chủ có thể mang vào nhiều nhất là bốn quỷ hồn dưới cấp độ quỷ vương mà thôi tiếp theo thì ta nói về vận hành của thời gian khoảng thời gian đệm là một tuần tức là sau khi xâm nhập vào đợt thứ nhất sẽ phải mất bảy ngày để xâm nhập lần thứ hai trong khoảng thời gian bảy ngày này bất kể có xảy ra tình huống gì chúng ta cũng không được tiếp tục gửi đợt thứ hai còn về phần kết luận không thể đưa được lục địa thần tiên vào, xác thực chỉ là kết quả do chúng ta đưa ra, không thể đảm bảo kết luận đó là chính xác 100%. Nếu như mà công nhân các môn phái khác có một loại pháp khí hộ thân đặc biệt, hoặc có một pháp thuật có thể che mất được di trì cổ mà chúng ta không biết, có khả năng họ vẫn còn có thể vào được mà không bị ai ngăn trở. Tuy nhiên chúng ta đã bố trí một số lượng lớn cao thủ ở xung quanh Cổ và cũng bố trí hàng trăm trùng cấm chế cho dù những người cao nhân có kỹ năng như vậy chắc chắn không thể xâm nhập vào di chỉ cổ mà không bị chúng ta phát hiện. Nhưng vạn sự không có gì là tuyệt đối chỉ có trời mới biết khi nào sẽ xảy ra sự cố ngoại ý muốn. Việc bảo mật tin tức này đã được thực hiện rất nghiêm khắc nhưng từ đó cho đến nay đã mấy tháng nếu những thành viên trong các môn phái nhỏ khác không biết giữ mồm giữ miệng rất có thể tin tức này đã lọt vào tai của một kẻ nào đó nữ tướng Như Lai nói ra điều này dòng điều của cô ta ngày càng trở nên trầm trọng tôi bình tĩnh lắng nghe trong lòng của tôi nhanh chóng tính toán các loại khả năng nhưng mà bề ngoặt không hoài biểu lộ cảm xúc căn cứ theo thông tin mà nữ tướng Như Lai vừa đưa ra Khả năng xảy ra sự cố và biến số thực sự là không hề nhỏ Tạm chưa nói đến điểm liên kết giữa di chỉ cổ với những dị độ không gian rốt cuộc nằm ở đâu Hay chỉ nói về thế giới mà chúng ta đang ở Sẽ có thể một ai đó đang cố ý định kiếm chắc một chút Theo thời gian lưu truyền khả năng tin tức này được chuyển ra ngoài nhanh hơn phía chúng ta không có biện pháp nào để đưa ra lục địa thần tiên vào trong chỗ nghỉ cũng không có nghĩa các ngài là cao nhân khác trên thế giới này cũng không có biện pháp gì nếu có những cao thủ từ từ cấp độ lục địa thần tiên trở nên bọn họ có được những loại pháp khí nghịch thiên như là chiếc hũ sành thời cổ đại hơn nữa lại có trình độ khống chế pháp khí rất cao rất có thể dưới sự che giấu của pháp khí bọn họ sẽ thuận lợi tiến nhập vào khu di trì cổ cho dù mao sơn quỷ môn được phòng ngự dày đặc một khi đã bị nhớ kỹ cũng không có khả năng canh giữ được 100%. Có lẽ các cao nhân từ các môn phái khác cũng đều theo sau mà tiến vào như vậy. Sự khống chế di trì của bản môn cũng sẽ có những biến số. Điều này chỉ có thể xảy ra trong thế giới nguyên thủy của chúng ta. Còn bốn dị độ không gian liên kết còn lại thì sao? Chỉ có quyền mới biết được có bao nhiêu pháp sư và bao nhiêu yêu ma quỷ quái từ các thế giới khác tiến vào trong khu di chỉ cổ này tôi không thể tiếp tục suy nghĩ về nó nữa càng nghĩ sẽ lại càng trở nên hỗn loạn hơn tình hình thực lực chỉ có thể biết được khi bản thân đã xâm nhầm vào bên trong ở bên ngoài chẳng qua đều là suy đoán mà thôi thực tế thì rất có thể khác xa thu lại tư duy tôi nghiêm túc nhìn vào hai đại lão lập tức đưa ta tới di chỉ cổ ta sẽ phòng ấn đạo hạnh đồng thời mang theo bốn quỷ hồn vào trong đó tìm sư thúc và sư tỷ Một chủ hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi hành động nếu bà bà nghe xong tỏ ra lo lắng nếu bà bà liền nói việc này không cần nghĩ lại tạm chỉ nói đến những đệ tử khác của bản môn chỉ nói đến hùng cát và tả trang một người là sư thúc còn người là sư tỷ bọn họ luôn ngầm bảo vệ ta nếu không có sự chỉ dẫn của hai người này ta sẽ không có được ngày hôm nay đừng nói đến việc trở thành môn chủ đó là vọng tưởng khi ta gặp nạn ta đã thúc động thất sắc cứu viện phủ bọn họ không nói một lời mà đến ngay họ đã cùng ta chiến đấu với từ hồng khô cốt Xuyên nữa mất mạng họ có trần chừ bao giờ không về tình về lý thì bọn họ đang ở trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng bản thân của môn chủ ta phải kịp thời đi cứu viện. Cho dù là vào đau sơn biển lửa ta cũng phải đi một chuyến. Nếu không làm như vậy, lương tâm của ta sẽ không cho phép. Cho nên vấn đề này hoàn toàn không cần phải cân nhắc. Việc này... Nếu um, bà bà ngập ngừng nhìn nữ tướng như lai, nữ tướng như lai Lâm Khải Vi hít một hơi thật sâu, là một nữ nhân đã từng theo tôi trong hai kiếp sống. Lâm Khải Vi hiểu tôi hơn bao giờ hết cô ta cũng biết một khi tính cố chấp bướng bỉnh của tôi nổi lên có dùng đến chín con bò cũng không kéo được nữ nhân này đúng là chi kỷ của tôi môn chủ phải giữ lấy tính mạng đồng thời giải cứu các thành viên của bản môn trở lại nếu không thể khống chế được khu di tích cổ này thì chúng ta có thể bỏ đi nhưng mà cần phải nhớ tất cả mọi người cần phải xuất sáng trở về nữ tướng cùng với lại liễu bà bà trao đổi nhãn thần cả hai đều thở dài cuối cùng thì cũng đành chấp nhận tôi lấy ấn trưởng môn từ trong ba lô đưa ra cho liễu bà bà rồi nghiêm giọng nói nếu như ta không thể quay trở lại vậy thì việc kế nhiệm chức tân môn chủ do bà bà quyết định bà ta hoặc nơi tướng như lại sẽ tạm thời đảm nhiệm được vị trí môn chủ cũng được còn việc người kế vị chức môn chủ trong tương lai Cổ quất và cao hà sau khi được đào tạo, hai người có thể xem ai phù hợp hơn là được. Theo ủy quyền cho hai người này tùy cơ ứng biến. Môn chủ, lão thân tuân mệnh, liễu bà bà phải nhận lấy ấn trưởng môn chủ. Nữ tướng để lại nhìn tôi qua lớp ra mặt, cô ta muốn nói mà không nói được nên lời. Chỉ cần nhìn nhãn thần của cô ta, tôi đã biết được tâm ý của cô ta, nhưng biết làm sao được nữ tướng như Lai lại không thể cùng tôi xâm nhập vào nơi này Cho nên không thể làm gì được Tôi chuyển năm cho nữ tướng như Lai Nói về những sự việc của tòa lãnh ngam và vân hương cư trú trong cửa hàng quan tài Tôi dặn cô ta chú ý đến đồng tính của âm dương dưỡng quỷ tông Suốt cuộc là toàn lãnh ngam đang định giờ trò gì Trước mắt vẫn còn chưa xác định được Về phương diện này cần phải nâng cao cảnh giác Đừng nói rằng cô ta đến đây chỉ là để muốn gặp gỡ gần gũi tôi, ngay cả quỷ cũng không thể tin được. Thưa quý vị, bộ truyện Ma Sơn Quyển Thuật cuốn 44 đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn truyện tiếp theo.